Thì cái bài của mình hôm nay là một số luật phân phối xác suất thông dụng. Thì hôm trước đó là khi mình nghiên cứu về biến ngẫu nhiên đó, thì nó có cái phần là cái luật phân phối xác suất của biến ngẫu nhiên. Đứa nào cười khá khá hoài vậy? Em nào mà còn để mic, tắt mic giùm thầy đi em. Thì trong cái biến ngẫu nhiên á, là mình có cái phần là luật phân phối xác suất của biến ngẫu nhiên. Thì trong cái luật phân phối xác suất của biến ngẫu nhiên thì mình chia ra làm biến ngẫu nhiên rời rạc với liên tục đó. Rời rạc á, thì mình sẽ quản lý cái phân phối xác suất của nó bằng cái bảng, đúng không em? Và có một cái hàm gọi là hàm khối xác suất, khối xác suất hoặc là cái hàm gọi là hàm mật độ rời rạc đó. Còn đối với biến ngẫu nhiên liên tục đó, thì mình sẽ quản lý cái luật phân phối của nó thông qua cái hàm mật độ. Tuy nhiên thì hai cái loại biến ngẫu nhiên đó thì nó đều có cái hàm chung để mà chỉ cái để quản lý cái luật phân phối của nó, là cái hàm phân phối xác suất tích lũy, đúng không? Đấy, thì có một số cái biến ngẫu nhiên đó thì cái luật phân phối xác suất của nó là người ta đặt tên luôn, tức là luật nó quen thuộc, người ta đặt tên luôn. Thì hôm nay thì mình sẽ nghiên cứu một số cái luật phân phối xác suất đó. Thì bây giờ mình tiếp tục ha. Mình đầu tiên là mình sẽ nghiên cứu về cái biến ngẫu nhiên mà nó có luật phân phối Bernoulli. Không? Thì một biến ngẫu nhiên X được gọi là có phân phối Bernoulli với tham số B. Ký hiệu là X dấu ngã chữ BB thế này nè. Thì cái miền giá trị của biến ngẫu nhiên này đó là 0, 1. Không? Nó có nhận giá trị 0 và 1. Xác suất x bằng 1 là b, còn xác suất x bằng 0 là 1 trừ b. Thử 1 trừ b này đó là mình đặt bằng q. Thì cái kỳ vọng của biến ngẫu nhiên này là b các em. Và phương sai của nó là bq, và độ là chuẩn là căn bậc 2 của bq. Thì các em lưu ý là làm sao mình tính được cái kỳ vọng này. Thì em nhớ là hôm trước khi mình học về biến ngẫu nhiên đó thì có cái luật cái bảng phân phối, đúng không? Thì ở đây biến ngẫu nhiên này nó chỉ có hai giá trị là 0, 1 thôi. Chỗ này là q nè, đúng không? Còn chỗ này là cái gì? Chỗ này là b, nó có hai cái mức xác suất này thôi. Vậy thì kỳ vọng của nó là phải mình lấy cái kỳ vọng của nó nè, là mình lấy cái số 0 này nè nhân cho q, đúng không? Rồi cộng cho 1 này nhân cho b. Đấy, thì nó ra là b. À, nó gà B. Dạ. Yeah. Còn phương sai thì em nhớ là phương sai là gì? Phương sai là mình dùng công thức tính phương sai đó, thì nó sẽ bằng là kỳ vọng của x bình phương, đúng không? Kỳ vọng của x bình phương và trừ cho là bình bình phương kỳ vọng của x. Bình phương kỳ vọng của x. Công thức này. Đúng chưa? Nhưng mà kỳ vọng của x bình phương đó là mình sẽ lấy cái giá từng giá trị của x này mình bình phương lên, mình nhân cho xác suất lên đó, tức là không bình phương, đúng không? Không bình phương nè, nhân cho q rồi nó mới cộng cho 1 bình phương rồi nhân cho b rồi mới trừ cho cái ex này nè. Ex lúc nãy là bình phương, ex nó bằng b, đúng không? Vậy ex bình phương là b bình phương,
Nhưng mà chỗ này là không rồi, chỗ này là không rồi, chỗ này là một, một nhân b là b luôn. Vậy thì nó ra b trừ b nhân cho trừ cho b bình, b trừ cho b bình. Đấy, thì nó bằng là b b nhân một trừ b, một trừ b. Nhưng mà 1 trừ b là mình đặt q đúng không? Thì nó bằng bq. Vậy thì em hiểu là tại sao cái phương sai này nó bằng bq chưa? Đó. Thì nó phân phối Bernoulli. Thì bây giờ là cái phân phối Bernoulli trong thực tế mình sẽ gặp là cái gì? Ví dụ như trong một cái kho hàng có rất nhiều sản phẩm. Mà tỷ lệ phế phẩm là b. Thầy lấy ví dụ là trong kho hàng đó là rất nhiều sản phẩm mà tỷ lệ phế phẩm nó là b, tỷ lệ phế phẩm nó là b này, là b này. Bây giờ nếu mà mình lấy ngẫu nhiên ra một sản phẩm, mình lấy ngẫu nhiên ra một sản phẩm, nếu mà mình gặp phế phẩm đó, thì mình gọi nó là một, tức là có một phế phẩm đúng không, thì xác suất nó là b. Còn nếu mà mình thấy không phải phế phẩm thì cái số phế phẩm nó là không, ký hiệu là số 0, vậy là xác suất nó là 1 trừ b. Đấy, thì mình sẽ có bảng phân phối Bernoulli như thế này. Đấy, thì trong thực tế phân phối Bernoulli như thế. Bây giờ chúng ta sang cái phân phối tiếp theo, đó là phân phối nhị thức. Thì cái phân phối nhị thức đó, là nó là thực chất nó chính là tổng của n biến ngẫu nhiên mà nó có phân phối Bernoulli. Nó có n cái biến ngẫu nhiên mà phân phối Bernoulli mà nó độc lập với nhau, nó cộng lại thì nó sẽ ra biến ngẫu nhiên có phân phối nhị thức. Thì x gọi là biến ngẫu nhiên có phân phối nhị thức với tham số nb, mình ký hiệu là x dấu ngã bb bnb, và miền giá trị đó là từ 0 đến n, và xác suất x bằng k bằng số tổ hợp chập k của n nhân cho b mũ k nhân 1 trừ b mũ n trừ k. Và k này nó chạy từ 0 đến n không? Thì đối với biến ngẫu nhiên có phân phối nhị thức ấy, thì cái kỳ vọng của nó là n nhân b. Phương sai là n nhân b rồi nhân cho q. Và độ lệch chuẩn là căn bậc 2 của nbq, tức là căn bậc 2 của phương sai đó là độ lệch chuẩn. Còn cái mod của nó chính là cái phần nguyên của n cộng 1 nhân b. Phần nguyên của n cộng 1 nhân b. Đấy, thì em nhớ ghi nhớ công thức này, công thức phân phối nhị thức là tổ hợp chập k của n nhân b mũ k nhân cho 1 trừ b mũ n trừ k, và k chạy từ 0 đến n. Thì ở trong cái giáo trình mà xác suất thống kê A của thầy đó thì thầy có chứng minh cái công thức này, lập luận tại sao cái xác suất x bằng k nó ra cái này. Thì ở đây thầy không có giảng mà các em tự tìm hiểu giùm thầy ha. Thì ở đây yêu cầu các em là chỉ nhớ công thức này giùm thầy thôi. Đấy. Thì bây giờ mình sẽ xét một cái ví dụ liên quan đến cái phân phối nhị thức này. Ví dụ như mình đem ấp 8 cái trứng gà. Xác suất một trứng gà nở ra gà con là 0,7. Như vậy thì nếu mình gọi x là biến ngẫu nhiên chỉ số trứng nở trong 8 trứng, thì cái bảng phân phối xác suất của x như thế này. À. Thì đây là xác suất không có trứng nào nở là bằng 1 phần 10.000, 0,0001. Còn xác suất mà nó có một trứng nở là khoảng 1 phần 12 phần ngàn. Xác suất 2 trứng nở là khoảng 1%, và xác suất 3 trứng nở như vậy. Trong đây là nhiều khả năng nhất là có 6 trứng nở, nhiều khả năng nhất. Thì khi mà đem ấp 8 trứng như vậy thì trung bình là có phải 5,6 trứng, 5,6 trứng nở. Phương sai cho cái số trứng nở là 1,68 phải không? 5,6 và nhân thêm 0,3 nữa. N nhân B nhân Q nè. Và độ lệch chuẩn là bằng như cái này là tính sai.
Lấy máy tính này bấm lại lại độ là chuẩn thì đầu tiên là 8, 8 mình nhân cơ là 0,7, mình nhân thêm cho 0,3 nữa. À, nó ra số này là cái này là phương sai nè các em, phương sai là 1,68 nè. Và lấy căn bậc 2 ra đã ra độ lệch chuẩn là 1,292961, cái này 1,2961 rồi. Vậy cho nên là cái chỗ này nó sai nè, 1,2961 ha. Còn về về cái mod của nó thì mình lấy n cộng 1 nhân b này em, n là bằng mấy, n là bằng bằng 8 là cộng 1 là 9, 9 nhân cho 0,7 là 6,3. Mình lấy phần nguyên ra, mình để vô cái mốc này có nghĩa là lấy phần nguyên này các em. Cái số 6,3 này là số thập phân thì cái số 6 là số cái phần nguyên của nó. Còn số 3 là phần thập phân. Được chưa? Thế bây giờ thì mấy cái xác suất này làm sao mình tính? Ví dụ như xác suất có 5 trứng nở nè, xác suất có 4 trứng nở nè. Thì mình gắn vô cái công thức lúc nãy đó em, công thức này nè, công thức này nè. Không? Thức này. Thì cho n bằng bằng 8, rồi k bằng 5. B lúc nãy là 0,7. Thì ở đây em có thể sử dụng cái máy tính là em bấm bấm cái kết quả này nha. Bấm kết quả này. Bây giờ thầy bấm thử cho các em xem nha. Thì cái công thức của mình đó là CN bằng 8. Tại 8 thì mình bấm N trước. CX thì rồi nhân cho 0,7, 0,7 mũ mũ X. Rồi mới nhân cho là cái này là B, là B là mũ mũ K nè các em, B mũ K rồi nhân cho 0,3 mũ N trừ K tức là 8 trừ X. Và mình coi thử cái kết quả bằng 5 ha, bằng 5. 5. Thì nó ra số này 0,2541. Bây giờ mình call cái quả 6 thì nó ra là 0,2965. Thì ngoài cách mình tính ra cái từng cái xác suất riêng lẻ này đó thì mình có thể sử dụng cái bảng ở trong cái máy tính này. Cái bảng ở đây thì em dùng mod 8. 8. Em nhập cũng cái công thức đó. 8 dx 0,7 mũ x nhân cho x nhân cho 0,3 thì bắt đầu là mình giá trị bằng không không. Kết thúc của nó là bằng 8. À, bước của nó bằng 1. Đây mình tính số nguyên. Có thể để em thắc mắc. Lỗi ở chỗ nào? Cái này là dấu nhân. À, mình ra được cái bảng này các em. Cái bảng này.
Thì ngoài cách mình tính bằng cái máy tính đó, máy tính bỏ túi đó, thì đối với cái phân phối nhị thức này mình có thể tính bằng cái phần mềm Excel đó em, Excel. Ví dụ như lúc nào hay là mình có cái số chứng nợ đó, trong 8 chứng đem áp là nó từ 18. Và bây giờ là mình tính xác suất x bằng 0 thì tính sao? Bây giờ mình sẽ sử dụng cái hàm này nè. Thì ở trong cái Excel đó thì em sẽ bấm vô các cái hàm thống kê đó. Hàm thống kê và bấm chữ bờ. Bấm chữ B thì nó có chữ là binom disk. Thì trong tiếng Anh chữ binom disk có nghĩa là phân phối nhị thức. Được chưa? Thì đầu tiên đó là cái số và cái giá trị của biến ngẫu nhiên đó cho x bằng 0 này. Rồi số phép thử ở đây là mình đem ta áp nè, đem áp 8 chứng thì bấm số 8. N chỗ này là N nha. Rồi cái xác suất thành công tức là B đó, B lúc nãy mình có là 0.7. Rồi cách tính là em bấm số 0. Cách tính số 0 có nghĩa là mình lấy xác suất tại từng điểm. Còn số 1 là nó sẽ là cái hàm mà phân phối xác suất. Thì bấm số 0 thì nó ra được cái số này. Và khi mà mình kéo cho nó chạy như thế này thì có nghĩa là cái số lần thành công nó tự động nó chạy theo cái ô này. Tức là cái giá trị của biến ngẫu nhiên bằng 0, 1, 2 thì xác suất nó tương ứng như này. Thì mình sẽ làm tròn cái số này theo 4 chữ số thập phân sau dấu phẩy. 4 chữ số thập phân sau dấu phẩy thì nó ra được cái bảng là lúc nãy thầy giới thiệu trên cái màn hình PowerPoint cho các em đó. Và đóng khung lại cho nó đẹp. Thế đây là bảng phân phối xác suất của biến ngẫu nhiên của phân phối nhị thức này. Này x này là xác suất x lớn bằng x nhỏ ha. Cái chỗ này là cái phần nguyên, thì trong cái bảng Excel thì cái phần nguyên của nó thì nó là cái hàm inter, em chơi integer đó. Là n cộng 1 của mình là 9 này. Nhân cho là 0.7 mà. Thì nó ra được 6 này. Đây là phân phối nhị thức các em. Đây là đồ thị của cái phân phối nhị thức là lúc nãy nè, chỗ chỗ cái áp trứng gà nè. Thì em thấy là cái chỗ mình khi mình vẽ đồ thị của hàm khối đó thì rõ ràng là khi mà x bằng 6 thì cái xác suất nó cao nhất, đúng không? Đó, thì cái này cũng là cái điểm mốt của nó nè, cái mốt của nó. Và cũng là số lần trong cái quá trình Bernoulli thì mình gọi là số lần thành công nhiều khả năng nhất. Mình lấy một cái ví dụ thực tế đối với chúng ta, đó là ví dụ về làm đề trắc nghiệm đi. Thì một cái đề trắc nghiệm có 10 câu hỏi và mỗi câu có 4 phương án trả lời, trong đó có một phương án trả lời đúng. Một sinh viên không học bài mà làm bài bằng cách chọn ngẫu nhiên một phương án trả lời trong 4 cái phương án của mỗi câu, thì gọi x là cái biến ngẫu nhiên chỉ số câu trả lời đúng của sinh viên đó. Thì rõ ràng ở đây mình sẽ có rõ ràng chỗ này là em thấy đây là biến ngẫu nhiên có phân phối nhị thức với tham số n 10 và b bằng 0,025. Thì bây giờ mình tính xác suất sinh viên đó trả lời đúng 5 câu, tức là tính xác suất x bằng 5 đúng không? Thì cái xác suất này thì em dùng cái máy tính là bỏ túi là tính được rồi. Tức là mình sẽ bấm 10 C 10C5 đúng không? 10C5 rồi nhân cho 45 rồi nhân cho 45 luôn, bấm ra thì nó ra 0,0584, xác suất đúng 5 câu ha. Bây giờ xác suất mà nó đúng ít hơn 5 câu, tức là từ 4 câu trở xuống, thì mình nên bấm cái công thức này là bấm shift nè, shift cái dấu 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 tổng không?
Mình nhập cái công thức vô. Rồi nhân cho cái gì? 0,25 mũ x. Rồi nhân cho 0,75 mũ 10 trừ x. 10 trừ x. Ở đây mình cho x chạy từ 0 đến 4. Không, x chạy từ 0 đến 4. Thì mình tính được cái xác suất này là 0,9219. Cái này là xác suất là nó cái điểm dưới trung bình đó nghe, xác suất này là xác suất điểm dưới trung bình là 92,19%. Đây là mình nói là nó làm 10 câu thôi đó. Bây giờ giả dụ như làm 20 câu hoặc là 50 câu như cái đề tuyển sinh quốc gia thì cái xác suất mà nó được dưới điểm trung bình nó càng thấp, nó càng cao hơn. Thế bây giờ mình sẽ tính cái xác suất mà nó trên trung bình, tức là từ 6 câu trở lên. Không, từ 6 câu trở lên. Thì mình cũng bấm như thế, nhưng mà chỗ này nè. Mình sẽ sửa là từ 6 đến 10. 6 đến 10. Là xác suất trên trung bình nó rất là thấp. Nó là 0,0197. Đúng không? Thì đây lấy ví dụ về cái phân phối nhị thức cho các em là hai ví dụ nữa ha. Tiếp theo là mình sẽ nghiên cứu cái luật phân phối siêu bội ha. Phân phối siêu bội hay còn gọi là siêu hình học. Với các cái tham số là n lớn, t n nhỏ, ký hiệu là thế này. X dấu ngã rồi chữ h, n lớn, t n nhỏ. Thì nếu miền giá trị của x là nó là tập hợp những cái số nguyên. Lưu ý là nó phải là những cái số nguyên mà nó đi từ cái mắt của hai cái số này 0 và n cộng t trừ n lớn đến min của n và t, n nhỏ và t. Yeah. Và phân phối xác suất lên sẽ như thế này. Thế thì tại sao nó có phân phối xác suất như thế này? Thì cái mô hình của cái phân phối này nó như thế này các em. Ví dụ như trong cái hộp mình. Trong cái hộp mình là nó có n lớn sản phẩm. Thì trong n lớn sản phẩm này là nó có t sản phẩm tốt. T sản phẩm tốt. À. Như vậy thì còn lại là n trừ t sản phẩm xấu. Như vậy thì mình từ cái hộp này mình lấy ra n sản phẩm. Lấy ra n sản phẩm. N nhỏ ha. Và n sản phẩm này nó chia ra là x sản phẩm tốt. Vậy thì còn lại là n trừ x. Trừ x là sản phẩm xấu. Không. Đấy. Như vậy thì cái x này nó có thể nhận giá trị là bao nhiêu? X này nó nhận giá trị là bao nhiêu? Đây. Miền giá trị của nó đây. Được chưa? Và cái xác suất để cái giá trị x này nó bằng cái chữ x nhỏ này luôn. Thấy không? Thì có nghĩa là n, có nghĩa là trong n sản phẩm nhỏ, n nhỏ sản phẩm này lấy ra thì mình sẽ có là x sản phẩm tốt. Đấy. Mà x sản phẩm tốt này thì mình lấy trong t sản phẩm tốt này thôi. Đúng không? X sản phẩm tốt mình lấy trong t sản phẩm tốt này thôi. Cho nên là nó sẽ có số cách lấy là c xt, cxt. Rồi sau đó là mình lấy n trừ x sản phẩm xấu trong số n trừ t sản phẩm xấu này.
Cho nên số cách lấy của nó là C n trừ x trên n trừ t. Không? Và số cách lấy chia cho số phần tử không gian mẫu nó chính là số tổ hợp n nhỏ của n lớn. Và các cái số đặc trưng của cái phân phối này là gì? Kỳ vọng của nó là n nhân t chia n lớn và phương sai. Cái này là nếu mà đặt cái này bằng b đó thì nó cũng là n nhân b. Nó cũng là n nhân b. Đấy. Còn chỗ này nó sẽ là n nhân b nhân cho q. Q là 1 trừ b, mà cái này là nếu mà đặt cái phân số này là b. Cái này là b nè. Thì cái này là 1 trừ b, 1 trừ b thì mình đặt là q đúng không? Để nó nhân thêm cái thừa số này nữa. Thì cái này nó gọi là thừa số điều chỉnh hữu hạn. Là lớn trừ trừ 1. Đấy. Là mình lấy ví dụ. Rồi các em đọc ví dụ như thầy. Thì cái ví dụ này đó n lớn là bằng nhiêu? Một hộp chứa 12 viên bi gồm 7 bi đỏ và 5 bi xanh. Vậy thì cái này là n lớn rồi. Chỗ này là t này. Và gọi x là số bi đỏ có trong 4 viên bi chọn ra. Mình chọn ra 4 viên bi ha. Này là n. À, thì khi đó miền giá trị của nó là bao nhiêu? Bây giờ em tính lại cho thầy cái chỗ này coi. Mắt của không n nhỏ cộng t trừ n lớn. Thấy không? Thì mình có là n nhỏ nè cộng cho t nè trừ cho n lớn là ra nhiêu? Ra nhiêu với em? Cái số này ra nhiêu? Chỗ này mình xác định là n lớn là nhiêu? 12 nè. T là 7 nè, n nhỏ là 4. Mà 7 cộng 4 là ra nhiêu các em? 11, 11 trừ cho 12 ra 1. Và bây giờ mình đang xét cái mắt của thằng này nè. À, mắt của số 0 và cái âm 1 nè. Không. Mắt của số 0 và âm 1 này thì nó ra là 0. Cho nên miền giá trị của nó là bắt đầu từ cái số 0. Đúng không? À, bây giờ mình lại xét min min của cái n nhỏ và t này. Tức là min của 4 và 7. 4 và 7. Thì mình sẽ chọn cái nào? Phải bằng 4 không? Cho nên là cái giá trị tối đa mà cái x này nhận được là 4. Tức là miền giá trị nó là từ 0 đến 4. À. Thế bây giờ mình sẽ tính cái xác suất này. Thì cái xác suất này đó là mình là công thức ở đây. Mình sẽ nhập công thức vô mình tính. Hoặc là mình bấm máy ra mình dùng cái bảng. Bấm máy nha. Còn cái kỳ vọng của nó. Kỳ vọng của nó là n nhân t chia cho n lớn. N là 4, là t là 7, 7 4 28, 28 chia cho 12 7 phần 3 đúng không? 7 phần 3 đây. Là phương sai nó là số này đây. Thì cái này mình có thể kiểm tra lại ha, kiểm tra lại, mình lấy máy tính mình bấm kiểm tra lại. Thế thì cái trong cái Excel đó của chúng ta thì cái phân phối siêu siêu bội này đó là nó có công thức như thế nào? Bây giờ thầy lập công thức cho các em xem. Miền giá trị nó là từ 0, 1, 2, 3, 4, đúng chưa? Thì cái phân phối siêu bội ấy, thì trong Excel của em nó là nó chính là cái hàm hizom hizom dis đây hàm này.
không? Thì cái này là cái giá trị của x nè, giá trị của x mà nhận được là ở đây là mình cho bằng không rồi. Ở đây là cái số sản phẩm mà mình lấy ra, số sản phẩm lấy ra bằng 4 nè, không? 4. Và cái này là cái số thành công trong cái tổng thể, không? Thì ở đây của mình nó là bằng 7 và số tổng thể là 12. Vậy thì cái này là n lớn nè, cái này là t nè, cái này là n nhỏ nè, cái này là k hay là x nè. Rồi cách tính mình vẫn là chọn là không. Sau đó mình kéo này đi. Thì mình thấy cái số chỗ này là nó là số thập phân chứ không phải phân số, cho nên mình đổi thành phân số bằng cách là cái gì? Đổi là phân số. Nhưng mà sao nó không giống cái bảng phân phối của mình? Lý do là tại sao? Lý do là trong cái này đó là phân số nó làm cho nó gọn đi đó, thì mình muốn cho nó phân số cho nó giống, thì mình sẽ chọn cái dạng ba ký tự thế này. Thì đây là cái bảng phân phối xác suất của mình, phân phối siêu bội ha. Đấy, thì phân phối siêu bội thì trong cái Excel nó gọi là cái hàm mà Hesiodic distribution. Đấy. Thế thì mấy cái luật phân phối này thì ở trong tài liệu của thầy Điền là cho như thế nào? Cái này mình sẽ khảo sát lại cái tài liệu. Nhất là về phân phối Bernoulli nè. Đó thì các đặc số rồi tới phân phối nhị thức nè. Trong tài liệu này thì nêu rất là ngắn gọn. Về công thức phân phối nhị thức này thì các đặc số kỳ vọng phương sai độ là chuẩn, còn cái mod này đó là để em tham khảo thêm thôi. Đó là phân phối nhị thức ha. Thì các cái ví dụ về phân phối nhị thức nè, nó có một ví dụ thôi, còn ở dưới còn nhiều nữa. Rồi, phân phối siêu siêu bội, siêu hình học. Thì giáo trình của thầy Điền là hay chỗ là mấy cái khái niệm này thầy đều đưa dẫn tên tiếng Anh nó ra hết. Hyper geometric distribution là phân phối siêu hình học. Cái này cái tên tiếng Anh đó là siêu hình học đó. Đấy, thì trong tài liệu này á, thì dẫn ký hiệu là n lớn, nhưng mà cái t thì ký hiệu là na, là nhỏ giữ nguyên ha. Là các số đặc trưng. Là các số đặc trưng của nó là như thế này. Thì cái ví dụ này là thầy đã lấy cái ví dụ này nè đó, thầy này làm ở trong bài giảng cho các em xem đó. Nhưng mà thừa sửa lại cái này là 7 viên bi đỏ nè, 5 viên bi xanh. Để sửa lại và cái bảng phân phối xác suất nó như thế nào. Thì cái phân phối Boson với tham số lambda là mình sẽ ký hiệu là x dấu ngã với chữ Boson luôn ha. Chữ này tiếng Việt có giáo trình người ta về về phiên âm ra tiếng Việt là đọc gì nữa em? Bắt xong không? Giờ người đọc là bắt xong. Là biến ngẫu nhiên mà nó có miền giá trị là nguyên tập số tự nhiên luôn, từ không đến vô cùng, thấy không? Và cái xác suất x bằng x nhỏ nó sẽ bằng là lambda mũ x chia cho x chia thừa nhân em mũ trừ lambda. Và đối với phân phối Boson thì cái kỳ vọng và cái phương sai nó bằng lambda luôn. Thì phân phối Boson thì mình sẽ gặp biến ngẫu nhiên của phân phối Boson mình sẽ gặp ở trong ở ngoài đời đó. Lại ví dụ như là số cuộc gọi điện thoại đó, số cuộc gọi đến cái điện thoại em trong khoảng thời gian nào đó, khoảng thời gian 2 phút 3 phút gì đó, hoặc là số người đến trạm xe buýt trong khoảng thời gian giữa hai chuyến xe, hoặc là số người đến siêu thị trong khoảng thời gian nào đó,
thì nó đều có là biến ngẫu nhiên của một khối bosông. Hiểu ví dụ thầy nêu ở trong bài này đó là số đơn đặt hàng trong một tuần của một cái xí nghiệp. Thì đối với phân phối bosông thì em lưu ý cho thầy hai cái ý này: nếu cả x và y đều có phân phối bosông và x y độc lập thì khi đó x cộng y của phân phối bosông. Và lưu ý đây đây là kỳ vọng của x nè, đây là kỳ vọng của y nè, thì biến ngẫu nhiên tổng x cộng y nó sẽ có kỳ vọng là bằng tổng các kỳ vọng. Ngoài ra thì nếu mà x là biến ngẫu nhiên có phân phối nhị thức với tham số NB, N khá khá lớn, B khá bé, sao cho NB nhỏ bằng 5, thì ta có thể xem x có phân phối bosông với tham số NB. Thì hệ quả của định lý bosông ha. Thì ở đây mình sẽ có là cái gì đây? Cái này là công thức tính gần đúng phân phối nhị thức và phân phối bosông. Công thức tính đúng của nó là cái gì em? C nè. CKN rồi nhân cho B mũ K rồi nhân cho 1 trừ B mũ N trừ K. Cái này công thức tính đúng à. Còn cái này là công thức tính đúng, nó là gì? Nó cũng là cái tổng sigma thế này. Tổng sigma thế này. Cái tổng này. X này cho chạy từ K1. K1 đến K2. Rồi CXK CXN rồi nhân cho B mũ K B mũ X 1 trừ B mũ N trừ X. Và mình cho X nó chạy từ K1 đến K2 ha. Thì này là công thức tính đúng rồi nè. Chỗ này là công thức tính gần đúng. Công thức tính gần đúng. Em thấy giữa hai công thức này á, thì công thức này dễ bấm hơn. Thấy công thức này dễ bấm hơn nè. Công thức tính đúng dễ bấm hơn. Nhưng mà hồi xưa đó là khi mà người ta phần máy tính tính toán chưa có được phổ biến như bây giờ đó, người ta mới cần công thức tính gần đúng này. Bây giờ thì nó cũng cần nhưng mà nó với là khá lớn ta mới cần này. Bây giờ tiếp theo là mình nghiên cứu cái ví dụ này. Số đơn đặt hàng trong một tuần của một xí nghiệp là biến ngẫu nhiên X có phân phối Bosông. Boson. Biết rằng trung bình hàng tuần có 4 đơn đặt hàng. Như vậy, X Boson của 4 vì số Em đơn đọc đặt là hàng gì? Đọc là gì? Này đọc là ít có phân phối bosông. X có phân phối của Boson. Phân phối bosông không có chữ của. Ít có X phân phân phối bosông. phối Boson. Vì số Đọc đơn đặt theo tiếng hàng Việt của mình luôn em, bosông. Boson. Ít có phân phối bosông. X có phân phối Boson. Tham số bằng 4. Tham số bằng 4 vì số đơn đặt hàng trung bình chính là EX bằng 4. Xác suất trong một tuần có đơn trong một Năm tuần có hơn 5 đơn đặt hàng. tức là xác suất gì? Ít lớn năm á, không? Dạ. Xác suất của x lớn hơn 5 bằng 1. Trừ do gì? Rồi thôi tới đây để thầy đọc cho. Dạ. Thì cái này là xác suất ít lớn năm nè. Lớn năm thì do cái biến ngẫu nhiên phân phối bosông của mình á, là miền giá trị của nó là từ 0 đến cộng vô cùng đúng không? Vậy thì lớn hơn 5 thì nó phải là từ 6, 7, 8, 9 vân vân tới vô cùng luôn. Vậy thì mình là tính trực tiếp không được. Cho nên mình phải tính thông qua biến cố đối của nó. Xác suất ít lớn 5 thì nó sẽ là biến cố đối của biến cố là gì? Ít bé hơn bằng 5. Không. Như vậy thì mình tính xác suất của biến cố lớn 5 thì mình lấy 1 trừ xác suất bé hơn bằng 5. Bé hơn 5 thì có nghĩa là nó nhận giá trị từ 0 đến 5 thôi, đúng không? Và mình bấm cái này ra. Các em biết bấm cái này không ạ? Chỗ này bấm được không? Bấm máy được không? Có để cái máy tính trên bàn sẵn không? Bấm thử giùm thầy coi.
kiểm tra lại coi đúng không. Chúng ta bấm bấm cái này mình phải dùng cái dấu tổng á, thấy không, cái này là em phải dùng cái dấu tổng này nè, dấu tổng giống cái này nè, rồi bấm shift vô 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 ít này nè, để ra tổng này nè, nhập cái công thức vô. Đứa nào có em máy để bàn sẵn đó thì mình bấm luôn đi, bấm theo thầy luôn đi để cho nó biết cách bấm, đằng nữa mình làm bài tập này kia nó dễ. Ít về thừa không, rồi cái chữ E thì nó ra về E là chỗ này nè, E mũ ra này, shift cái dấu này trừ 4 và mình cho ít nó chạy từ mấy đến mấy, thì 0 đến 5 thì nó ra được. Được chưa? Nhưng mà ở đây mình lấy một trừ xác suất này đúng không, trừ thì đáp án nó ra thế. Thế bây giờ là nó yêu cầu là số đơn đặt hàng trong 2 tuần liên tiếp, nó là biến ngẫu nhiên có phân phối Poisson với tham số lambda bằng bằng 8. Vậy thì xác suất có đúng 7 đơn đặt hàng trong 2 tuần liên tiếp đó là cái này. Thì lúc này biến ngẫu nhiên y của mình là biến ngẫu nhiên trong số đơn đặt hàng trong 2 tuần liên tiếp thôi, tức là trong 14 ngày đó. Thì trung bình trong 1 tuần đó thì nó có 8 đơn đặt hàng. Vậy thì trung bình 2 tuần đó, xin lỗi, trung bình trong 1 tuần có 4 đơn đặt hàng. Vậy thì trong 2 tuần thì nó sẽ có 8 đơn đặt hàng. Vậy thì nó là phân phối bó xong với tham số lambda 8. Mình lưu ý là nếu như mình gọi x1 á, là số đơn đặt hàng trong tuần thứ nhất, x2 là số đơn đặt hàng trong tuần thứ hai, thì x1 x2 là 2 biến ngẫu nhiên độc lập và đồng thời tổng và 2 cái biến ngẫu nhiên này nó đều có lực phân phối Poisson hết và tham số đều bằng 4 hết, và mình cộng lại thì nó ra biến ngẫu nhiên y, tức là số đơn đặt hàng trong 2 tuần liên tiếp. Thế bây giờ thầy đặt vấn đề trong cái ví dụ này, thầy yêu cầu của em là em tính cho thầy cái xác suất này, xác suất trong 2 tuần liên tiếp, thấy không, tính xác suất trong 2 tuần liên tiếp. Trong 2 tuần liên tiếp tuần thứ nhất thì nhận tuần 1 nhận 3 đơn đặt hàng, 3 đơn này khó viết quá các em, và tuần 2 thì nhận 4 đơn, làm được không, 2 biến cố độc lập em, tức là tuần 1 và x1, tức là mình cần tính xác suất x1 bằng nhiêu, bằng 3. Đây là 2 cái sự kiện độc lập với nhau cho nên mình sẽ nhân thêm cái xác suất là x2 bằng mấy, x2 bằng 4 vô. Cái này là biến cố giao, trong trường hợp là xác suất mình tính xác suất của biến cố giao này nè, này coi nó có bằng cái xác suất 7 nè, có máy tính nào bấm giùm thầy, x1 bằng 3 và x2 bằng 4 mình nhân với nhau ra 6 nhiêu. Có ai làm được không ạ? Tuần thứ nhất 3 đơn, tuần thứ hai 4 đơn đặt hàng. Rồi tuần thứ nhất 2 đơn, tuần thứ hai 5 đơn. 2 năm.
hai năm thì phải có năm hai đúng không? Rồi từng thứ nhất một đơn, từng thứ hai là sáu đơn, rồi từng thứ nhất sáu đơn, từng thứ hai một đơn, rồi từng thứ nhất không có đơn nào, từng thứ hai là bảy đơn, rồi mấy cái đó cộng lại nó mới ra bằng. Giờ tiếp theo là mình xin lỗi. Đối với cái biến ngẫu nhiên của phân phối bó xong này thì giới thiệu luôn bên cái phần Excel mà để tính xác suất của nó là cái số đơn đặt hàng trong một tuần đó, thấy không? Là biến ngẫu nhiên của phân phối bó xong. Thấy là miền giá trị của nó là nó đi từ 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 không đến gì đâu. 1 2 đến vô cùng. Okay. Đấy, bây giờ mình thử tính phân phối bổ sung bằng cái hàm Excel này. Thì trong Excel nó lấy cái chữ bổ sung, bổ sung distribution. À. Thì cái ít mình lấy bên đây. Kỳ vọng của nó tức là cái lambda ở này đó, lambda đấy là mình lấy 4. Rồi số cách tính mình lấy 0. Dạ. Bây giờ chỗ này nếu mà em dài ra nữa thì em thấy cái nó có hiện tượng gì. Cái này là 8 nhân 10 mũ trừ 7 nè các em, trong Excel nó ký hiệu như thế này, 8 nhân 10 mũ trừ 7 rất là nhỏ không. Là cái số nào lớn nhất, số nào đây, 1,9 là 1,5, 0,15, 0,195 nè, 0,1953, 6681, có hai số này. Ba với bốn, ba với bốn, không? Cái mod cho nó 3 với 4. Nên trong tài liệu của thầy Điền. Còn lúc nãy là mình tính xác suất trong 2 tuần liên tiếp mà nó có 7 đơn đặt hàng đó. Mình cũng có thể sử dụng cái công thức phân phối bó xong này. Cái chị nữa đây. Cái kỳ vọng lúc nãy là 8 không? Số cách tính vẫn là không, mình kéo xác suất là trong 2 tuần liên tiếp mà nó có 7 đơn đặt hàng là 0,1396 không, ở trong cái bài giảng của thầy này nó lại là 0,1396, đó là mình lại lấy ví dụ về phân phối mới xong xong rồi đó. Bây giờ mình dễ lao một tí rồi mình sẽ học tiếp cái phần phân phối chuẩn. Rồi bây giờ mình nghiên cứu tiếp theo là luật phân phối chuẩn các em. Thì lúc nãy là mình nghiên cứu về ba cái luật phân phối về của biến ngẫu nhiên rời rạc. Bây giờ mình sẽ nghiên cứu thêm một cái luật phân phối của biến ngẫu nhiên liên tục, đó là biến ngẫu nhiên phân phối chuẩn. Thì biến ngẫu nhiên liên tục ít là có luật phân phối chuẩn có hai tham số là mi và sigma bình phương. Hai tham số này mình đọc là mi và sigma bình phương nè. Mi sigma bình phương thì em lưu ý là cái sigma này nó phải là dương nha. Thì lúc này mình sẽ ký hiệu nó là x dấu ngã n mi sigma bình phương. Và nếu như cái hàm mặt độ nó có công thức dạng này, công thức dạng này tức là cái số này là số pi, là biết là pi là 3,14 đó, là căn bậc 2 của 2 pi đó, một phần căn bậc 2 của 2 pi, và chỗ căn bậc 2 2 pi mà nhân thêm với sigma đây nữa. Còn cái chỗ này là e mũ ha, cái số mũ của nó là 1 trừ 1 phần 2 sigma bình nhân cho x trừ mi tất cả bình. Và đối với biến ngẫu nhiên của phân phối chuẩn thì em nhớ cho thầy là kỳ vọng nó là mi và phương sai nó là sigma bình luôn. Và độ lệch chuẩn nó là sigma. Và đây là hàm về mặt độ của phân phối chuẩn trong trường hợp lấy mi bằng 156 và sigma là bằng 0,1.
4,6, sigma là 4,6. Thì thật ra đây là cái phân phối của cái chiều cao của những người nữ trưởng thành ở một cái vùng người ta thu thập được, tức là chiều cái mi này chính là chiều cao trung bình nè. Trong cái cộng đồng này thì gọi ít là chiều cao của những người nữ trong cộng đồng này, thì cái mi này chính là chiều cao trung bình của những người đó. Chiều cao trung bình của những người nữ đó là 156, đúng chưa? Và cái độ lệch chuẩn là 4,6. Độ lệch chuẩn tức là cái sự chênh lệch trung bình chiều cao giữa một người so với cái chiều cao trung bình này. Thế em thấy là cái nó là một cái hình hình giống cái quả chuông, hình giống cái quả chuông úp như thế này. Là từ cái 156 em đo ra khoảng 3 lần sigma. Thấy không? Thì em thấy gần như là nó sẽ chiếm toàn bộ cái diện tích của cái hình này. Và diện tích của cái hình này là bằng 1. Thấy không? Thì theo tính chất của cái hàm phân phối. Trong trường hợp mà phân phối chuẩn mà nó có cái tham số mi bằng 0 á, sigma bằng 1 thì mình gọi là phân phối chuẩn tắc. Và mình ký hiệu là thế này. Ví dụ như biến ngẫu nhiên Z mà nó có phân phối chuẩn với mi bằng 0 và sigma bằng 1 thì mình gọi Z có phân phối chuẩn tắc. Và ký hiệu là ZN01. Thì khi đó cái hàm mật độ của nó, tại vì cái sigma nó bằng 1 rồi. Thấy không? Sigma nó bằng 1 rồi. Và mi nó bằng 0 rồi. Thế cho nên cái hàm mật độ nó đơn giản như thế này. Đơn giản như thế này. Và cái hàm này nó gọi là hàm Gauss. Và cái hàm Gauss này á, thì ở trong tài liệu của em á, là nó có cái bảng bảng giá trị của hàm Gauss này. Không biết thầy mở cái bảng ra chưa? Thầy xin phép thầy mở cái bảng ra. Đây là cái bảng phân phối xác suất. Đây là hàm Gauss. Chỗ này là 1 phần căn bậc 2 của 2π nè. Cái này là E mũ của trừ X bình phương chia 2. Trừ X bình phương chia 2. Này là phi X, phi Z thì nó ghi là Z bình phương chia 2. Thì cái bảng này em thấy là cái chỗ X bằng Z bằng 0 đó thì nó là cao, nó lớn nhất. À, chỗ này lớn nhất này, xuống đây nó nhỏ nhất mà. Không, thì em có thể nhìn vô cái đồ thị của cái hàm Gauss này. Cái chỗ X bằng 0 nè. Thì nó khoảng bằng 3 phẩy mấy, gần bằng 4, 3 phẩy 9 mấy. Không, trên cái bảng lúc nãy của mình chiếu là 3 phẩy 0,39, 0,3989, tức là gần 0,4, bằng 0,4. Không? Và nguyên cái miền này là cái diện tích nó bằng 1 thôi chứ. Thì để mình đảo lại nha. Đảo lại nè. Thì cái hàm mật độ của phân phối chuẩn tắc là cái hàm Gauss. Và do đó cái hàm phân phối nó là tích phân từ trừ vô cùng đến Z của cái hàm hàm Gauss này. Thấy không? Tức là cái hàm phân phối nó có giá trị tại điểm Z bằng là tích phân từ trừ vô cùng đến Z của cái hàm phi x dx. Và mình có một cái kết quả là nếu như x là có biến ngẫu nhiên phân phối chuẩn mi sigma bình phương thì biến ngẫu nhiên chuẩn hóa của nó sẽ có phân phối chuẩn 0,1. Và phân phối chuẩn 0,1 thì cái hàm mật độ đó là hàm Gauss và hàm phân phối nó thì cái hàm phi phi z này cho ở bảng số 2. Đây. Thì cái hình minh họa của thầy đó là đây là biến ngẫu nhiên có phân phối chuẩn tắc. Và đây là cái đường cong này là đường hàm mật độ. Thì cái phần màu vàng đó chính là cái giá trị của hàm phân phối. Không, tức là miền diện tích nguyên diện tích màu vàng đó nó chính là phi z, tức là tích phân từ trừ vô cùng đến z của cái phi nhỏ x dx này. Thì bây giờ để tra giá trị của hàm phân phối này đó thì em xem cái bảng số 2.
Bảng số 2 này, đây là bảng 1 này, đây là bảng số 2 này, không là tích phân từ trừ vô cùng đến z của cái này là e mũ, cái chữ e mũ thì nó còn ký hiệu là esb, tức là exponent trong tiếng Anh nó là cái e mũ đó. Trừ t hình phương chia 2 dt, tích phân trừ vô cùng đến z thì cái bảng này. Thế bây giờ mình tra giá trị của bảng này như sau, thì các em lưu ý cho thầy. Trong cái bảng này thì nó nhận giá trị từ 0,00 đến 3,99. Thấy không? Vậy thì mình chỉ tra được cái giá trị của phi z. Với z là cái số tập phân mà nó chỉ có hai cái chữ số tập phân so với phẩy thôi. Thấy không? Chỉ có hai chữ số tập phân so với phẩy thôi. Còn 3 chữ số thì mình phải làm tròn lên 2 chữ số mình tra. Ví dụ như 1,39 thì tra được. Còn 1,399 thì không không có giá trị để tra. Thấy không? Vậy thì mình sẽ tra từ 0,00 đến 3,99. Mỗi bước đó là 0,01. Còn bây giờ mình muốn tra với giá trị 0 á, nhỏ hơn 0, ít mà nhỏ hơn 0 á, thì mình dùng công thức này. Phi của trừ x về bằng 1 trừ phi x. À, phi của trừ x thì bằng 1 trừ phi x. Đó, thì mình dùng cái công thức này. Và mình lưu ý là nhớ những cái số mà nó lớn hơn hoặc bằng 4 á, thì giá trị hàm phi đó mặc định mình cho bằng 0 luôn. Ví dụ như phi của 5 mà bằng 0, bằng xin lỗi bằng 1 chứ. Nếu mà z mà lớn bằng 4 thì phi z bằng 1. Ví dụ như phi của 4 bằng 1. Phi của 4,2 bằng 1 và phi của 5 bằng 1 và phi của 6 bằng 1 và phi của 10 bằng 1. Và những cái giá trị mà nhỏ hơn âm 4 thì cái phi của nó bằng 0. Đấy. Thế bây giờ mình thử mình tra bảng ha. Mình tra bảng thì cái cách tra bảng như sau. Ví dụ như mình muốn tra cái phi của 1,36 thì em sẽ chọn cái dòng có cái số 1,3. Cái dòng có số 1,3 nè và cái cột có số 6. Thì nó là 1 z bằng 1,36. Thì đối chiếu rồi thì phi của z thì nó ra số này là 0,9131. Tức là phía trước nó có số 0 với dấu phẩy là ở dòng trên nó có viết rồi, xuống đây nó không viết lại. Và mình hiểu đây là 0,9131. Đúng chưa? Đó. Thì cách tra bảng là như thế. Đấy. Bây giờ để tính cái hàm phi này đó bằng cái máy tính này đó thì đầu tiên đó là em sẽ chuyển sang chế độ thống kê mode 1, menu 6 chứ, menu 6. Thống kê một biến á. Này, đầu tiên nè. Vô là menu nè. 6 nè. 1. Rồi bấm AC. Đúng chưa? Đấy thì mình chưa có lôi được hàm phi này ra nữa, bây giờ tiếp tục lôi hàm phi bằng cách nào? Bấm option. Mũi tên xuống. Thấy số 4 là phân phối chuẩn không? Số 4. Chọn số 1. Đây là hàm phi nè. Bây giờ mình bấm 1,36 vô ha. Rồi mình bấm dấu ngoặc lại. Khỏi đóng dấu ngoặc cũng được. Thì nó là 0,9131. Thì do cái máy tính của thầy là nó làm tròn nó làm tròn 4 chữ số. Thì chế độ bình thường của nó là nó làm tròn 5 chữ số. Ha, làm tròn 5 chữ số. À, cái kết quả của nó là 0,91308 rồi. Nhưng mà nếu mà làm tròn 3-4 chữ số thì nó là 0,9131. Đúng chưa? Thế đây là cái máy FX580. Bây giờ đặt vấn đề là alo. Em có thấy cái màn hình của thầy không ạ? Thấy thầy ơi. Thấy dạ. À. Bây giờ có bạn hỏi thầy, thầy ơi em có cái máy tính là 570 thì mình bấm cái hàm phi như thế nào? Thì đây là máy tính 570 nè. Thì em cũng bấm chế độ thống kê là mod 3 mod 31. Em bấm AC. Rồi đó sau đó trên màn hình nó có chữ start nè. Đúng không? Thì em bấm shift 1. Thấy chữ dit không? Chữ distribution nó không có chuẩn 5, bấm số 5. Đây hàm free đấy.
Rồi sau đó em bấm vô là 1,36. Em đang tính giá trị hàm phi của 1,36 mà. Khỏi khỏi đóng dấu ngoặc nè. Rồi đóng dấu ngoặc thì nó cũng ra kết quả như tương tự nè, đúng không? Đấy. Thế thì cái chế độ bình thường của nó là shift mode 81, tức là không không có cần làm tròn thì nó là 0,91308, đúng không? Thì bây giờ làm tròn 64 đảo là cái hàm phi ship 151 tính giá trị 1,36. Đấy, còn một cái điều nữa là trong cái bảng này đó là cái số âm không có, cho nên là em muốn tính giá trị của cái số âm nó thì em sẽ lấy một trừ cho phi của số dương, số đối của nó. Đấy. Tuy nhiên thì khi mà em có cái máy tính, em có máy tính thì em tính giá trị của cái số âm luôn bình thường, phi của số âm ra bình thường. Thấy không? Đấy, ví dụ như phi của âm 1,36 này. Còn có bạn hỏi giờ thì em không có hai cái máy đó mà em có cái máy Vinicon, cái máy Vinicon như thế này, thấy không? Thì mình cũng bấm tương tự thôi, là đối với máy 570, dòng 570 thì bấm mod 31 rồi AC thì ship 1 51 đó. Thì mình cũng gọi cái hàm phi nữa nha. Hàm phi chính là hàm phân phối chuẩn tắc, gọi là hàm phân phối chuẩn tắc hay các em. Còn có tài liệu nó dùng cái bảng của cái hàm Laplace đó, là tích phân nó chỉ lấy tích phân từ 0 đến Z thôi. Thấy không? Tích phân từ 0 đến Z luôn. Thì cái tích phân đó thì dễ tính hơn, tại vì sao hồi xưa là máy tính người ta tính yếu, thấy không? Cho nên là ta tính từ 0 đến Z. Bây giờ thì người ta dùng cái bảng phân phối này. Thì cái hàm Laplace đó thì đối với máy tính đó thì em sẽ bấm cái chữ Q này nè, là cái hàm Laplace. Thấy không? Q. Rồi bây giờ mình tiếp tục ha. Bây giờ cái số này thì các em thực hành bằng cách là tính mấy cái phi này cho thầy. Bây giờ đặt vấn đề tiếp theo là tính xác suất phân phối chuẩn. Thì lúc nãy đó là đối với biến ngẫu nhiên phân phối nhị thức, phân phối siêu bội, rồi phân phối Poisson thì mình đặt vấn đề là tính xác suất. Phải không? X bằng K là nhiêu, rồi xác suất X từ K1 đến K2 là nhiêu, phải không? Thì ở đây thì do cái biến ngẫu nhiên Z này là biến ngẫu nhiên liên tục mà. X là cũng là biến ngẫu nhiên liên tục mà. Phân phối chuẩn là liên tục, phải không? Mà liên tục thì xác suất X bằng A là bằng 0. Và đối với biến ngẫu nhiên cái phân phối chuẩn tắc ấy, thì xác suất để mà Z mà nó lớn hơn alpha nhỏ bằng beta thì bằng phi beta trừ phi alpha, tức là em lấy phi của cái điểm sau trừ phi của điểm trước, phi lớn nha, phi lớn là hàm hàm mới gọi là hàm phân phối chuẩn tắc, còn phi nhỏ là hàm Gauss, là hàm mật độ, tính phi nhỏ đó. Còn xác suất mà z lớn hơn cái số alpha nào đó thì bằng 1 trừ cho phi alpha ha. Xác suất z nhỏ hơn beta, nếu mà mình có cái dấu bằng gì thì vẫn sử dụng công thức này nha các em. Đó, nếu mà mình có dấu bằng gì vẫn sử dụng công thức này, nếu có dấu bằng gì vẫn sử dụng công thức này. Tại sao? Tại vì Z là biến ngẫu nhiên liên tục, cho nên nếu mà nó có dấu bằng hay là không có dấu bằng này chỗ này á thì công thức này cũng đúng, cũng đúng ha. Đó, bây giờ nếu mà có dấu bằng thì cũng đúng, mà không có dấu bằng cũng đúng. Đó, thì vẫn đúng. Và tương tự như vậy thì đối với biến ngẫu nhiên mà có phân phối chuẩn theo kiểu bình thường thì mình cũng có ba công thức tính xác suất tương ứng, tức là tính xác suất x lớn a nhỏ hơn b, rồi xác suất x lớn a, rồi xác suất x nhỏ hơn b, không? Thì mấy công thức này các em phải ghi nhớ, chép lại cho thầy đi. Có viết đó không, chép mấy công thức. Bây giờ mình sẽ làm cái bài này, tức là tính xác suất để mà biến ngẫu nhiên Z có phân phối chuẩn 0,1 bằng cách tra bảng, ha.
thì mình tính xác suất để mà z nó nhận giá trị từ 1 đến 2 nè. Thì nó sẽ bằng phi 2 trừ phi 1 phải không? Bây giờ mình lật cái bảng ra coi phi 2 là nhiêu. Đây, phi 2. Số 2 nè. Không? Là 0,9772 đó em. Phi 2 là 0,9772 nè. Thấy chưa? Đó. Rồi giờ phi 1. Phi 1 là chỗ số 1 này. 0,8413. Đấy, 0,8413 đây. Rồi sau đó mình lấy cái giá trị này trừ giá trị này thì ra liền. Xác suất thì một số lớn hơn 0 nhỏ hơn 1, hợp lý chưa? Đó bây giờ mình tiếp tục là tính xác suất là z này lớn hơn 1,65. Lớn hơn 1,65 nha. Thì nó bằng 1 trừ cho phi của 1,65. Đó, bây giờ mình sẽ tra cái bảng 1 phi 1,65 coi. Đây là 1,6 nè. Đó, mình tra ngay cái dòng có số 1,6 và coi cái cột có số 5 chiếu xuống thì nó ra số này là 0,9505. 0,9505 đây. Chưa? Đó, và là sau đó mình lấy 1 trừ cái thằng này thì nó ra số. Ra số mấy đó thì các em tự tính giùm thầy. Rồi tiếp tục là mình coi tính xác suất là z nó nhỏ hơn 1,96 thì nó bằng phi của 1,96 đúng không? Phi 1,96 là nằm đâu? Cho bảng tiếp. Mình sẽ tra cái cột cái dòng mà nó có 1,9 và cái cột nó có số 6 này thôi. Có cột có số 6 là tra nó giao nhau. Thì ra 0,9750. Đó, thì ra 0,9750. Thế bây giờ đặt vấn đề là mình tính xác suất để mà Z nó lớn hơn trị tuyệt đối của Z nó nhỏ hơn 1,96. Thì mình biết là nếu mà trị giá trị tuyệt đối của Z nhỏ hơn 1,96 thì có nghĩa là Z nó nhỏ hơn 1,96 và đồng thời nó lớn hơn âm 1,96. Và áp dụng công thức ở trên đây nè. Xuống dưới đây. Thì nó là phi của 1,96 trừ phi của âm 1,96. Và phi của âm 1,96 thì nó lại bằng 1 trừ cho phi của 1,96. Vậy thì ta sẽ có hai lần phi 1,96 trừ 1. Được chưa? Đó. Nhưng mà phi 1,96 thì bằng 0,975. Vậy thì chỗ này mình nhân 2 trừ 1 thì nó ra 0,95. Đúng không? Đấy thì em tưởng tượng cái phân phối chuẩn của mình nó như thế này. À, đây. Cái chỗ này là một phẩy âm 1,96 âm 1,96 còn chỗ này là 1,96 và xác suất để mà cái x nó nhận giá trị từ tuyệt đối nhỏ hơn 1,96 tức là x nó nhận giá trị từ đây tới đây nè à. Thì là cái này nhận giá trị từ đây tới đây thì nguyên cái miền này là 0,95. Xác suất nó là nguyên cái miền này tức là ít nếu mà ít từ 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 cái điểm này đến điểm này thì cái miền diện tích mà nó quét là cái miền này thấy không là xác suất nó là 0,95 ở đây. Vậy thì qua đây mình sẽ có công thêm công thức là xác suất để mà trị đối với z mà nhỏ hơn alpha nó bằng hai lần phi alpha trừ 1 đối với biến ngẫu nhiên có phân phối chuẩn chuẩn tắc thế này. Thế là thầy mới vừa chiếu cái bảng công thức lên. Rồi. À đây. Thầy bảng công thức là bảng tóm tắt công thức này kìa. Thầy mới vừa chuyển trên Zalo cho các em đó. Thì công thức này là phân phối xác suất lựa chọn tức là phân công thức siêu bội lúc nãy đó. Thấy không? Thì cái này là công thức cộng xác suất nè. Công thức cộng xác suất hai biến cố xung khắc nè, cái này mình học hết rồi, đúng không? Xác suất đầy đủ công thức 3Z nữa không? Rồi phân phối nhị thức nè. Rồi công thức tìm phần tìm tìm mod này nó hơi phức tạp hơn công thức của thầy. Tức là cái này cũng là n cộng 1 nhân b rồi sau đó trừ 1, lấy phần nguyên ra sau đó cộng 1. Thì mình chẳng qua mình lấy là
là phần nguyên của n cộng 1 nhân b luôn cũng được. Đây là công thức Bernoulli á. Thì một số công thức phân phối xác suất này. Thì cái xác suất á thì mình nhớ tóm tắt lại nhiêu thì chỗ này là công thức này chưa chưa đưa vô được, tại vì sao? Tại vì ở đây là như là nó bị khuyết mắt. Thì bằng thân xác xác suất là bao nhiêu công thức này? Tiếp theo này thì sẽ đi tiếp cái bài giảng của thầy. Thì cái ví dụ về phân phối chuẩn theo kiểu bình thường, tức là mi nó khác không và sigma nó khác một. Bạn nào đọc cho thầy cái ví dụ này? Ví dụ 2, trong một cộng đồng dân cư, chiều cao một người đàn ông trưởng thành là biến ngẫu nhiên x, có phân phối chuẩn với trung bình là 170 cm và độ lệch chuẩn 5 cm. Tính xác suất để một người đàn ông bất kỳ trong cộng đồng đó có A, chiều cao trên 1m75, B, chiều cao dưới 1m60, C, chiều cao từ 1m60 đến 1m80. À, cảm ơn em. Thì bây giờ mình vận dụng công thức lúc nãy thì kêu cái em chép lại đó. Thì chỗ bài này á, là biến ngẫu nhiên x, là gọi biến ngẫu nhiên x là chiều cao của một người đàn ông mà mình chọn ngẫu nhiên đó. Thì rõ ràng là x này nó có phân phối chuẩn với mi nó bằng 170 và sigma nó bằng 5. Thì mình phải ghi như thế này các em, tại vì theo cái cách viết của phân phối chuẩn thì chỗ này phải là sigma bình. Các em hiểu không? Theo cách viết thì chỗ này nó phải là sigma bình. Nhưng mà đề bài nó chỉ cho sigma thôi. Sigma là 5 cho nên chỗ này mình ghi 5 bình phương. Mình cũng ghi 25 cũng được đó. Nhưng mà ta hiểu ngay cái vị trí này phải là phương sai. Em hiểu không? Ngay cái vị trí này nó phải là phương sai. Cho nên là phương sai thì em phải ghi phương sai, tức em ghi có 5 là nó không không đúng, ghi 5 là nó người ta hiểu nhầm là phương sai nó bằng 5. Nhưng mà thực chất cái đề bài nó cho độ lệch chuẩn là 5 mà, đúng không? Cái chỗ này nó phải là sigma bình. Sigma bình. Còn cái đề bài nó cho là chỗ này là mới là sigma thôi, độ lệch chuẩn là sigma thôi, đúng không? Đó. Cho nên là chỗ này cái vị trí này là em phải ghi 5 bình phương mới đúng. Còn em ghi 5 là sai nha. 5 là sai. Mặc dù cái sai nó người ta không có chấm điểm, không có trừ điểm, nhưng mà cái sai đó nó sẽ dẫn đến cái sai dưới đây nè. Đó, sẽ dẫn đến đây nè. Cho nên ở đây là tính xác suất ít lớn hơn 175 thì nó bằng 1 trừ phi của 175 trừ 170 chia 5, đúng không? Thì cái con số ở trong ngoặc này mình tính ra trước hay không? Tính ra trước rồi sau đó mình mới gắn vô mình tra bảng hoặc là mình bấm máy tính. Ví dụ như bấm máy tính đi. Bấm máy tính đi thì chỗ này là phi của 1. Đúng không? Mình lấy 1 trừ phi 1. Thì nó ra con số này luôn rồi. Bấm máy tính thì nó nhanh hơn. Đó. Rồi bây giờ là tính xác suất ít nhỏ hơn 160. Thì nó là phi của cái gì? Phi của cái gì? 160 trừ 175. Tôi dùng thêm dấu ngoặc nữa, tôi ghi ra tôi là biến tính rồi. 160 trừ 175. Đó. Chia cho 5. Lúc mình đang làm bài mà rối quá thì không biết làm gì thì cứ bấm vô luôn rồi nó ra kết quả. Ủa? Tôi sai chỗ nào? À đây 170, mi nó là 170 thôi các em. Tôi bấm tới 175 đó là ra đáp án là 0,0228. Đúng chưa? 0,228. Thế bây giờ cái này là mình làm một cách tra bảng nè. Chắc là cái màn hình tôi chiếu vào mấy cái phần dưới như nó bị mắc. Rồi đây. Có thấy không? Rồi bây giờ mình sử dụng máy tính mình bấm luôn cái này. Nó có là phi của 180 trừ 170 chia 5 á. Mình sẽ gọi cái hàm phi ra lần nữa. Option. Mũi tên xuống 41
Để mở ngoặc ra bấm cái số này vô. Chia 5. Rồi đóng ngoặc lại, mới trừ cho phi của này. Đó. Là phi của 180 trừ 170 này chia 5 nè. Rồi trừ cho phi của 160 trừ 170 chia 5 nè. Rồi bấm bằng. 0,9545 đúng không? 9544 vậy. 9544 là lý do là do mình một cái này là mình giải bằng cách tra bảng đó các em. Tra bảng, mình tra hai lần cái phi 2 mình cộng lại. Trong khi bấm máy tính thì khi mình tính gộp vậy đó, thì những cái mà sai số làm tròn á là nó cộng dồn vô cho nên nó ra được 0,9545. Còn mình làm tra bảng thì nó ra 0,9544 thôi. Sai khác một tí, không ai bắt bẻ gì. Thì còn quy tắc 3 sigma là sao? Quy tắc 3 sigma thì như thế này kìa. Tức là từ cái biến ngẫu nhiên của phân phối chuẩn bình thường nè, mình sẽ xây dựng công thức cho cái xác suất để ít nhận giá trị lệch khỏi giá trị trung bình nó không quá alpha lần sigma. Cái này mình đọc là gì? Xác suất để cho ít nó nhận giá trị lệch so với giá trị trung bình không quá alpha lần sigma. À. Như chiều cao thì là xác suất để một người có chiều cao vượt hay là lệch khỏi chiều cao trung bình không quá 3 lần độ lệch chuẩn, không quá alpha lần độ lệch chuẩn. Thì cái xác suất này nó sẽ bằng cái gì? Mình cái bắc này nè, cái bắc phương trình này nó tương đương với cái bắc phương trình này đúng không các em? Không, cái bắc phương trình này các em giải phương trình nữa nhớ không? Đây, bắc phương trình này mình chia hai giá cho sigma nè, với sigma dương nè. Thì nó sẽ tương đương với bắc phương trình này. Đấy. Mà hai cái biến cố tương đương thì xác suất nó bằng nhau đúng không? Đấy, hai xác suất bằng nhau. Nhưng mà cái thằng này nó chính là biến ngẫu nhiên z nè. Đấy. Mà biến ngẫu nhiên z này nó lại nó có luật phân phối chuẩn 0,1. Đúng không? Mà nếu mà z mà có biến ngẫu nhiên có phân phối chuẩn 0,1 thì xác suất z nhỏ hơn alpha thì bằng hai lần phi alpha trừ 1 đúng chưa? Nó bằng hai lần phi alpha trừ 1, bây giờ mình cho alpha bằng 1 thì cái này nó là hai lần phi 1 trừ 1. Là bằng 0,68112. Tương tự nếu mà mình cho alpha bằng 2 thì cái này nó sẽ bằng 0,9545. Cho alpha bằng 3 thì cái này nó bằng là 0,9973. Như vậy thì em quan sát em thấy cái công thức cuối cùng nè, cái giá trị cuối cùng, cái kết quả cuối cùng này thì có nghĩa là xác suất để cái ít nó nhận giá trị lệch khỏi giá trị trung bình không quá 3 lần sigma. Không quá 3 lần sigma có nghĩa là nó lọt vô cái khoảng là gì đây? Mi trừ 3 sigma đến mi cộng 3 sigma đúng không? Với xác suất gần bằng 1. Cái này em thấy nó gần bằng 1 nè. Gần bằng 1. 0,9973. Thấy không? Nó thuộc dàn hai số 9 rồi kìa. Thuộc dàn hai số 9 rồi. Đúng không? Gần bằng 1. Cho nên người ta nói là với xác suất gần bằng 1 thì cái giá trị của biến ngẫu nhiên đó nó sẽ nằm ở trong khoảng mi trừ 3 sigma đến mi cộng 3 sigma. Thì cái quy tắc này nó gọi là quy tắc 3 sigma. Chẳng hạn như là thời gian để sản xuất ra một sản phẩm bất kỳ là biến ngẫu nhiên có phân phối chuẩn với trung bình là 10 và độ lệch chuẩn là 1 phút. Như theo quy tắc 3 sigma thì mình có thời gian cần thiết để sản xuất ra một sản phẩm bất kỳ là từ 7 đến 13 phút. Tức là 10 nè. Em trừ cho 3 lần sigma. 3 lần sigma tức là 3 nhân 1. Đến 10 cộng 3 sigma là 3 nhân 1. Vậy thì em ra được là gì? Là từ 7 đến đến 10 phút là sẽ sản xuất ra một sản phẩm chắc chắn là như thế. Cái này là chắc chắn. Cái xác suất là gần bằng 1 có nghĩa là mình nói là hầu như chắc chắn, thấy không? Và tiếp theo. Cái định nghĩa giá trị tới hạn và phân vị. Thì định nghĩa thì trong giáo trình của thầy thì định nghĩa giá trị tới hạn. Tuy nhiên trong giáo trình của thầy Điền thì thầy định nghĩa giá trị phân vị.
Cái chị phân vị là sao? Ví dụ như là mình tính một cái điểm này, một điểm Z này nè. Thấy không? Và nó chia cái phân phối xác suất của biến ngẫu nhiên không có chuẩn là hai phần, phần bên đây là 1 trừ alpha. Thì cái Z này đó, cái Z này nó gọi là giá trị phân vị mức 1 trừ alpha của không có chuẩn. Và nó cũng gọi là giá trị tới hạn mức alpha của không có chuẩn. Mình gọi là phân vị hay tới hạn gì nó cũng là 1 ấy. Nó cũng là một điểm trên cái trục số luôn. Thấy không? Cái này nó gọi là giá trị tới hạn mức alpha của không có chuẩn. Là mình căn cứ vào cái xác suất đuôi á, cái xác suất đuôi bên bên phải của nó là bằng alpha. Còn nếu mà mình gọi phân vị thì mình căn cứ vào cái xác suất đuôi bên trái của nó là bằng 1 trừ alpha. À. Thì cái bảng phân vị của phân phối chuẩn là em xem ở chỗ cái bảng số 3. Bảng số 3. Nha. Ví dụ như alpha mình người ta cho là 0,05. Em lấy 1 trừ 0,05 là 0,95. Nếu em tra cái bảng này thì ra được số 1,6449. À. Còn nếu như alpha người ta cho là 0,025 thì em lấy 1 trừ 0,025 thì em tra cái bảng này ra được 1,96. Ừ, cái này là 1,6449. Còn cái này là nhiêu? Cái này là 1,96. Và hai con số này thường hay hay dùng ở trong thống kê ấy. Thường người ta cho cái mức ý nghĩa alpha bằng 5%. Thì yêu cầu em tìm cái Z alpha hoặc là Z alpha chia 2. Không? Nếu mình tìm Z alpha thì nó sẽ là 1,649 với alpha chia 2 là 1,96. Hai số này nó hay sử dụng trong thống kê. Thì ngoài những vấn đề đó ra thì người ta còn xấp xỉ phân phối nhị thức bằng phân phối chuẩn đó các em. Nó có công thức xấp xỉ Moy Laplace với là công thức xấp xỉ Laplace tích phân. Thấy không? Thì hai công thức này thì có trong tài liệu của thầy Điền để em tham khảo thêm này. Đấy, thì đây là ví dụ nè. Đọc cho thầy ví dụ này. Ví dụ một bệnh có xác suất chữa khỏi là 0,2, có 100 người đang chữa bệnh đó. Tính xác suất A có 21 người chữa khỏi bệnh, B có từ 15 đến 25 người được chữa khỏi bệnh. Rồi, cảm ơn em. Thì cái này là phân phối nhị thức rồi các em. Thấy không? Phân phối nhị thức. Cái tham số là n bằng 100 lớn hơn 30 và b bằng 0,2. Và mình thấy là nb là bằng 20 lớn hơn 5 không? Nb nhân 1 trừ b cũng lớn hơn 5 luôn. Thế thì cái công thức xấp xỉ là mình áp dụng cho trường hợp là n lớn hơn 30 đó các em. Xấp xỉ này là n lớn hơn 30 này. Nb lớn hơn 5 và n nhân 1 trừ b lớn hơn 5. Thì khi đó mình sẽ có công thức xấp xỉ phân phối nhị thức và phân phối chuẩn. Bây giờ mình tính đúng là tính theo đúng công thức của phân phối chuẩn luôn. Hết pin này. Đó, đây là phân phối mình tính đúng rồi không? Tính đúng rồi. Đúng rồi, bây giờ thầy tính câu A lại cho các em xem à. Chế độ mode 1 thì dễ bấm này. 100 C21 nhân cho 0,2 mũ 21 nhân cho 0,8 mũ 79. Tại 100 trừ 21 là phải ra 79 đúng không? Bằng ra. Đấy, trong khi mà em tính gần đúng đó, thì em sử dụng công thức này 1 chia căn bậc 2 của NBQ thì N của em đây là 100 nè, N nhân B là 20, Q là bằng 0,8 nữa, 0,8 nhân 20 là 16, lấy căn bậc 2 ra là 4. Vậy thì cái chỗ này nó là 1 phần 4 nữa em, 1 phần 4 rồi nhân cái phi của 1 phần 4. Phi 1 4 tức là phi 0,25 đó thì em tra cái bảng số 1. Cái công thức này nó gần đúng này nó hơi phức tạp cái là mình phải tra cái bảng số 1. Đi đâu cũng đem cái bảng theo.
bảng số 1 rồi đây. Phi của 0,25 không? 0,2. Là cái cột này, cái dòng này. Là 0,3867. Đúng không? Đó, mình ra 0,3867. Mình nhân vô thì nó ra được cái số này. Là nó gần gần như này đúng không? Gần gần này đúng không? Trong khi công thức Laplace tích phân tức là tính xác suất từ 15 đến 25 người được chữa khỏi. Là cái này mình dùng máy tính dùng máy tính bỏ túi thì mình sẽ bấm cái tổng này nè, tổng này vẫn là 100 rồi nhân cho 0,2 mũ x rồi nhân cho 0,8 mũ 100 trừ x, rồi cho nó chạy từ 15 đến 25, 15 đến 25 rồi bấm vô bằng nha, là 0,8321. 8321. Trong khi nếu mà mình sử dụng công thức gần đúng đó, thì mình sẽ dùng cái phi này trừ cho phi này đúng phi của công thức gần đúng của mình là phi của K2 trừ NB chia căn bậc 2 NBQ. Mà lúc nãy là căn bậc 2 NBQ này mình tính được 4 đúng không? Thì nó sẽ ra là phi của 25 nè trừ 20, NB là 20 chia 4. Phi của 15 trừ 20 chia 4. Đấy, tức là mình sẽ bấm hàm phi lại các em, bấm menu 61, bấm AC option kiếm xuống 41 thì mình sẽ bấm phi phi của cái này là 5 5 5 25 trừ 20 là 5, 5 phần 4, phi của 5 phần 4, 5 phần 4 đó. Rồi trừ cho phi của gì? Trừ cho phi của gì? 15 trừ 20 ra âm 5. Âm 5 phần 4 chia 4. Rồi bấm ra. 7887. 7888. Làm tròn cái này. Phi là 7888. À, nó sai khác so với cái này rất nhiều, đúng không? Cái sai khác này là do gì đây? Do n còn nhỏ. Nếu mà n càng lớn thì nó càng đúng, đúng không? Ngoài ra thì các cái loại phân phối khác như là phân phối phi bình phương nè, đúng không? Rồi ở trong cái tài liệu của thầy Điền á thì các em tham khảo cho thầy thêm các cái phân phối khác như là phân phối này, phân phối chuẩn này, này nghiên cứu lại ha, phân phối chuẩn thì sắp xỉ phân phối nhị thức bằng phân phối nhị thức bằng phân phối chuẩn là nó có hai công thức này các em ở trang trang 12 đó, trang 106 chứ có nhiều, rất là nhiều ví dụ. Định nghĩa phân vị chuẩn thì cái định nghĩa này của thầy Điền thì thấy nó có trục trặc cái gì đó, để các em xem cái bài giảng của thầy để định nghĩa phân phối chuẩn cái phân vị đúng không? Quy tắc 3 sigma nè. Quy tắc 3 sigma này các em tham khảo trong tài liệu lại. Rồi phân phối chi bình phương thì cái này nó còn gọi là phân phối phi bình phương nữa các em. Thì công thức nó như thế này. Rồi các đặc số thì ở trong cái tài liệu của thầy, ở trong cái bài giảng của thầy thì thầy mới soạn tới phân phối chi bình phương thôi. Thì cái định nghĩa bách phân vị giá trị tới hạn của nó thì cũng xem cái này. Rồi đảo lại cái tài liệu của thầy Điền thì các em tham khảo cho thầy cái phân phối chi bình phương nè. Không? Rồi phân phối student nè. Đó, rồi phân phối Fisher nè. Mấy cái ba thêm ba cái luật phân phối này nữa là xong.
cái chương 3 này. Thì cái bài giảng của thầy về các cái luật phân phối thông dụng thì đến đây tạm dừng ha. Thì có các em có thắc mắc gì thì trao đổi thêm với thầy trong cái buổi hôm nay. Ngoài ra thì chúng ta có thể trao đổi thêm.